À, vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác các anh em. Thì hôm nay hai anh em lại tiếp tục đi bắt cổ bầu ong bò vẽ nhá. Đây các bác nhìn thấy chưa? Đây, em zoom lại cho các bác xem nhá. Ổ này cũng bình thường, nó không to lắm đâu nhá. Đây. Ổ này thì ong bò vẽ làm rất là thấp thôi nhá. Đấy. Ui. Đấy. Đây. Ổ này chắc chỉ tầm 2-3 cân. Ong bò vẽ chân vàng thôi nhá. Đấy. Thì hai anh em lại tiếp tục đi bắt. Thì hôm nay xem em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem nhá. Đấy, nói chung là các bác nói chung là mình đi bắt ong là phải dùng bộ quần áo nhá. Đấy, quần áo bắt ong rừng thì mới an toàn, nếu không có quần áo thì không yên tâm. Đây hai anh em bắt đầu mặc quần áo. Bộ này thì bộ và vải bò, vải bố vải bò rất là an toàn luôn nhá. Đấy. Nên là mặc thử cho các bác, test thử bộ này cho các bác xem luôn các nhá. Đấy. Bộ này thấp nhỉ? À con ổ này thấp luôn. Cũng thấp này đây. Này lấy kéo cắt cành cắt được. Dùng kéo cắt cành. Còn kéo cắt cành thì cắt được. Này phải dùng cái kéo này cắt. Đây, các bác nhá. Em sẽ dùng cái kéo cắt cành này cắt luôn. Đây. Đấy. Kéo cắt cành này là cắt luôn cho các bác xem. Nay chuẩn bị đây. Hai anh em đi mang hai bộ quần áo đi. Đây là bộ vải bò. Đây là người mẫu đang mặc để bắt này. Đây là cái bộ thứ hai là cái bộ vải màu dàn di này. Tới đây em sẽ mặc để em quay cho các bác xem, vì thực tế không mặc thì nó đốt thì nguy hiểm lắm. Bộ này vải bò đây. Mang cả này đi à? Nếu ảnh hưởng người ta phải... Bộ này thì nó có liền hết áo, liền mũ, liền ủng, liền găng tay, kính đeo các thứ đầy đủ không? Đấy. Bộ này thì bằng vải, bộ này bằng vải da liền khối không nhá. Đấy. Đấy. Đấy, đấy, bộ này thì rất là an toàn. Đây, test thử cho bác xem mặc bộ này luôn để đi bắt cái bộ ong này nhau nhá. Đấy, các bác nhá. Mặc vào các bác nhé, con đang an toàn. An toàn là trên hết. Bộ này chắc là đơn giản thôi, không cần kính mũ thì cứ đeo vào. Cứ đeo vào. Tất cả anh em mình cứ chuẩn bị cẩn thận là cứ đeo vào thôi. Đeo kính vào chân an toàn. Đeo kính, đeo mũ. Khẩu trang. Khẩu trang. Bởi vì nó đái là rất thì cay mắt các bác, mà anh em chưa kinh nghiệm bắt bao giờ. Cho nên làm những video các bác và anh em mà cứ đi bắt thì anh em cùng học hỏi với nhau. Đấy, như này coi. Cứ như thế. Mũ quay ngược đi, quay sang sau không cần ấy. Con này mũ không cần đâu. Mũ không cần, đứng dưới quay không cần. Thao tác của quần áo rất đơn giản đấy các bác và anh em nhé. Nó khóa lên này. Cái này đâu dưới. Khóa lên trên thao tác. Cắt tay học, cắt tay học. Đang bị xịt gần nhà, đang phải xịt. Đốt này ra. Chưa? Dán rồi ha. Ok. Rồi.
Đây nha các bác nhá. Đấy, bắt thế này an toàn. Đấy. Bây giờ quay cho các bác xem này. Mò chả nhìn gì hết. Cứ đeo kính thì mở lắm anh Thiệm. Quân đông không? Tấn công về quá, vâng. Đây là ong bảo vệ các bác nhá. Đấy, các bác phải bắt ong mình cẩn thận. Nói chung là phải có quần áo bảo hộ lao động, quần áo bảo hộ bắt ong thì mới yên tâm, không thì nó đốt nguy hiểm lắm các bác. Đây.
Hả? Vẫn chưa đỏ. Xem tôi mày đéo nhìn cái gì mà. Vẫn chưa thấy gì à? Dụng chưa? Được rồi, vâng nhá. Đấy. Kéo cắt cảnh. Mặc bộ này rất là nóng các bạn. Này các bác này. Ừ. Lắng lên kính hơi mờ, bố ra kính hơi mờ. Chắc đâu. Ừ, mày rồi. Mày chưa? Này. Ờ, mày rồi. Ok, các bác và anh em nhé. Ừ. Bắt lốt của ông Vang nữa. Lốt không ở ra, không lọc, không bơm được vàng, không được đúng. Ừ. Đúng. Đây nó ở gần cái bãi Tham Ma nhỉ? Cái bãi rừng này. Chứ tụi ông bộ vẽ làm thấp thì không làm cao đâu. Ừ, cao đâu chứ. Ok. Này, cực ngon. Được khoảng mấy cân đây? Mấy đấy, tao có tin được. Ít rồi. Ít lá. Cái tiếp vào này. Ok các bác nhá. Đấy. Bắt tổ ong bò vẽ. Ôi nhộng. Mày đi. Ông Vang này các bác đang nhầm.
Những cái ông hộp xịt này gần nhà người ta mình tránh tình trạng mà nó đốt cho trâu bò và lợn người ta gần đây nhé. Mình phun. Mình xịt cho nó sợ không phải ấy người ta mắng mình. Ok. Thế xuống dưới kia. Nhắm chết. Đi. Ok các bác nhá. Xin chào tạm biệt các bác. Để các bác nhìn nhé, cũng mấy nhá. Đang cười lưới tiếp, tầm giữa tháng nó bắt thì càng đẹp. Ok. Rồi, ok, chào các bác nhá.